Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân vừa đề nghị các ngành liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ lúa trong vụ hè thu và triển khai liên kết trong vụ thu đông năm 2022. Theo đánh giá của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, việc triển khai liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa nếp vụ hè thu năm 2022, mặc dù chưa đạt chỉ tiêu so với kế hoạch, nhưng đã đem lại nhiều tín hiệu tích cực bởi vì hiện nay diện tích nông dân tham gia liên kết đạt 5.125 ha. Hiện nay các doanh nghiệp đang tổ chức chốt giá, do đó xuất hiện một số trường hợp nông dân tự ý bán ra ngoài cho thương lái không bán theo hợp đồng đã ký với doanh nghiệp. Ngoài việc không tuân thủ hợp đồng còn tác động ảnh hưởng lớn đến chủ trương liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản trong toàn huyện. Do đó, để chấn chỉnh và đảm bảo việc thực hiện tốt hợp đồng hướng đến chuỗi giá trị sản xuất bền vững, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân đề nghị các ngành liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn khẩn trương rà soát lại diện tích ký hợp đồng với doanh nghiệp, sớm làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị liên quan nhắc nhở nông dân thực hiện đúng hợp đồng liên kết, giữ chữ tín trong mua bán, hài hòa lợi ích, không để phát sinh trường hợp làm ảnh hưởng không tốt đến việc liên kết. Đồng thời, rà soát xử lý và ngăn chặn kịp thời các trường hợp có dấu hiệu tác động như thao túng, phá giá, làm phá dỡ hợp đồng liên kết. Riêng các địa phương có diện tích sản xuất vụ thu đông 2022, tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động nông dân tiếp tục tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ.